xin chào quý vị và bà con ngư dân sự suy yếu và dịch chuyển nhanh về phía đông của khối không khí lạnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần ra phía đông nam trong hôm nay và những ngày tới nó sẽ đóng vai trò là một trung tâm hút gió nên trên khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị cho đến quảng ngãi sẽ có gió nam đến đông nam hoạt động mạnh dần lên nhất là vào thời điểm chiều tối khiến cho biển hơi động nên các tàu thuyền cần chú ý để đảm bảo an toàn trên hầu khắp khu vực biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cường độ gió chỉ khoảng mức là cấp 4, sóng biển không cao, thời tiết cũng ít mưa nên khá thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hải. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ như đã phân tích ở trên, sự mở rộng của vùng áp thấp phía tây đã khiến cho gió trên khu vực này hoạt động mạnh dần lên. Trong đêm nay và ngày mai, tại đây gió thịnh hành hướng nam với cường độ mạnh cấp 4 cấp 5, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng. Do đang trong kỳ nghỉ lễ dài nên lượng khách du lịch đổ về các bãi biển thuộc khu vực Vịnh khá đông. Để đảm bảo an toàn, quý vị cần lưu ý hạn chế hoạt động vào thời điểm chiều tối và đêm vì lúc này gió sẽ hoạt động mạnh hơn so với các thời điểm khác trong ngày. Vùng biển Nam Vĩnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, khu vực này sẽ chịu tác động chủ yếu của trường gió Đông Nam đến Nam mạnh với cường độ là cấp 4, cấp 5. Sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Thời tiết trên biển diễn ra thuận lợi, trời ít mây và không mưa nên các tàu thuyền có thể hoạt động được bình thường. Tuy nhiên với các tàu thuyền nhỏ, chúng ta không nên đi câu vào ban đêm vì lúc này biển động và sóng lớn hơn so với ban ngày xuống tới vùng biển miền Trung từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, nơi đây sẽ thịnh hành đới gió Đông Nam đến Nam mạnh cường độ là cấp 4, cấp 5. Sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, trời phổ biến không mưa, ban ngày có nắng với tầm nhìn thông thoáng nên ủng hộ cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Đối với vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, trong 24 giờ tới, gió thích thịnh hành theo hướng đông nam với cường độ trung bình nên không gây biển động và sóng cao. Cùng với đó, thời tiết vẫn duy trì trạng thái tốt. Trời không mưa, ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km nên đây cũng là vùng biển thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Bà con có thể yên tâm đánh bắt hải sản trong đêm nay và ngày mai và 2-3 ngày đầu tháng tới. Lùi sâu xuống phía nam, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió chủ yếu hoạt động theo hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình yếu là cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5 m Thời tiết ổn định nên các hoạt động hàng hải ở đây có thể diễn ra bình thường. Du khách có thể yên tâm tham gia những chuyến hành trình khám phá biển đảo trên khu vực trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này chuyển sang khu vực phía tây khu vực cà mau đến kiên giang bao gồm đảo phú quốc và thổ chu trong đêm nay và ngày mai gió tại đây thổi nhẹ với những con sóng yên ả trong ngày đôi lúc xuất hiện những cơn mưa rào và rông nhưng sẽ kết thúc nhanh và trời có nắng nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường trên vùng biển này trên vùng biển Vịnh Thái Lan trong 24 giờ tới, gió thổi cũng khá yếu nên sóng biển tại đây không cao, tình trạng biển diễn ra bình thường. Tuy nhiên, mây đối lưu lại có xu hướng phát triển nhiều hơn so với các khu vực khác, gây ra những cơn mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật nên các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần chú ý đảm bảo an toàn. Tiếp theo như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết cho vùng biển Đông. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ thịnh hành hướng đông nam đến nam với cường độ chỉ mạnh cấp 3 cấp 4. riêng phần phía tây của khu vực này bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ mạnh hơn, đạt mức là cấp 4 cấp 5. Thời tiết phổ biến ít mưa nên không gây khó khăn cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ bắc, trong đêm nay và ngày mai, nơi đây duy trì gió hướng đông nam với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét cùng với tiết trời tạnh giáo, tầm nhìn xa trên 10 km nên dẫn ủng hộ cho hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực sẽ có hướng đông là chính và vẫn duy trì với cường độ khoảng cấp 4. Trời ít mưa, ban ngày có nắng với tầm nhìn xa thông thoáng, nên đây cũng là vùng biển thuận lợi cho hoạt động hoàng hải cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển xin kính chào tạm biệt